Võ sĩ khổng lồ người Trung Quốc cao 2,13m gây chấn động bằng trận thua như diễn kịch. Võ sĩ Trung Quốc đã bị tố diễn kịch sau trận đấu tranh cãi với đối thủ nhẹ ký hơn mình rất nhiều. Theo tờ báo của Trung Quốc, làng võ thuật Trung Quốc vừa trải qua một phen dậy sóng sau khi chứng kiến thất bại của người khổng lồ Tai San Đông trước đối thủ Jiang Chunpen ở sự kiện võ thuật tán thủ ca mới đây diễn ra tại Trung Quốc. Tai San Đông sở hữu thể hình vô cùng vượt trội. Anh cao 2m13 và nặng 130kg, từng có thành tích thi đấu lẫy lừng ở môn kickboxing và bất bại 6 trận khi đấu quyền Anh. Trong khi đó, Giang Chunpeng chỉ nặng 80kg và có chiều cao thấp hơn rất nhiều so với đối thủ. Dù nặng hơn đối thủ 50kg, nhưng Tai San Dong lại thi đấu như diễn kịch. Hai võ sĩ thi đấu đủ 5 hiệp, không ai bị hạ nốc ao, nhưng điều bất ngờ nằm ở việc Giang Chunpeng mới là người nắm giữ thế trận lấn lướt sau đó, giang trung pen được trọng tài xử thắng bằng tính điểm. tờ sohu cho rằng đây là màn so găng gây quá nhiều tranh cãi. hàng loạt cư dân mạng đã bình luận đả kích cả hai võ sĩ, đặc biệt là kẻ thất bại tai san đông và cho rằng trận đấu này thực chất chỉ là một màn kịch. không chỉ cư dân mạng, nhiều võ sĩ chuyên nghiệp ở trung quốc cũng phẫn nộ khi chứng kiến cách mà tai san đông để thua võ sĩ tán thủ trần cẩm vân người từng hạ gục Đinh Hạo phái Vịnh Xuân Quyền sau 74 giây, đã lên mạng xã hội để thách đấu tay San Đông. Rõ ràng đây là một trận đấu giả dối. Trước đây anh từng muốn thi đấu với huấn luyện viên của tôi, nhưng bây giờ chính tôi sẽ là người gửi lời thách đấu tới anh. Chỉ cần anh dám bước lên võ đài so găng với tôi, tôi hứa sẽ hạ gục anh trong 30 giây và kết thúc chuỗi 59 trận thắng của anh. Chỉ cần anh dám đấu, tôi sẽ mời Quách Thần Đông, một MC nổi tiếng ở làng võ Trung Quốc, là người dẫn chương trình. Trần Cẩm Vân đã gửi lời thách đấu kèm theo bức hình chụp cùng những chiếc siêu xe. Cẩm Vân tuyên bố rằng nếu ta San Đông có thể giành chiến thắng, anh sẽ tặng luôn tất cả siêu xe cho đối thủ. Ngoài ra Tay San Đông là tâm điểm chỉ trích của nhiều cư dân mạng, cũng lên án ban tổ chức sự kiện tán thủ ca và cho rằng đây là giải đấu hoàn toàn không mang tính chuyên môn mà chỉ nhằm thu hút khán giả để kiếm lợi nhuận. Vài ngày trước, Jen Huanzu, chủ tịch hiệp hội Sanda tỉnh Cát Lâm, thậm chí còn cho rằng những sự kiện như tán thủ ca sẽ làm hoen ố và hủy hoại nền võ thuật Trung Quốc. Ở một diễn biến khác, người khổng lồ cao 2m13 của làng võ Trung Quốc cho rằng anh bị ban tổ chức xử ép nên mới phải chịu thất bại trước đối thủ nhẹ ký hơn mình rất nhiều. Cách đây ít ngày thì võ sĩ hạng siêu nặng có biệt danh là gã khổng lồ Tai San Đông của Trung Quốc đã gây sốc khi để thua trước Giang Chunpeng ở sự kiện võ thuật tán thủ ca. Truyền thông Trung Quốc cho rằng đây là trận đấu gây chấn động giống như diễn kịch bởi Tai San Đông có quá nhiều lợi thế anh cao tới 2m13 và nặng tới 130kg Hơn đối thủ những 50kg Lại có thể thất bại theo cách lãng xẹt như vậy Trước đó Đông vốn bất khả chiến bại ở đấu trường kickboxing Với 54 trận toàn thắng và cũng chưa từng thua Sau 6 lần thi đấu ở môn boxing Theo tờ New Today của Trung Quốc Thì vài ngày sau trận thua gây xôn xao Tai San Đông đã lên tiếng để giải thích lý do khiến anh thất bại. Võ sĩ sinh năm 1988 cho rằng anh đã thua oan do bị các trọng tài xử ép, bởi nếu đánh giá dựa trên điểm số thì đáng lẽ anh phải là người giành chiến thắng. Tại sân đông cũng tố ban tổ chức có vấn đề và khẳng định rằng anh không hề diễn kịch giống như nhiều ý kiến chỉ trích từ cư dân mạng. Tuy nhiên lời thanh minh của Đông không nhận được sự hưởng từ nhiều người hâm mộ. Rất nhiều cư dân mạng sau đó tiếp tục chỉ trích Đông và cho rằng nếu thi đấu bằng đúng thực lực của mình, võ sĩ này có thể dễ dàng hạ đo ván đối phương ngay trong hiệp 1 chứ không cần phải thi đấu đến hiệp thứ ba. Thực ra các vận động viên cũng cần phải ăn và nuôi gia đình, nhưng Tai San Đông đã kiếm tiền bằng cách đánh đổi danh dự của mình. Và nếu là một trận đấu biểu diễn, tại sao Đông không kiếm một kết quả hòa, anh ta là một võ sĩ nổi tiếng, tại sao lại phải chấp nhận thua cuộc như vậy? Trước đó, rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới võ thuật Trung Quốc cũng lên án giải võ thuật tán thủ ca, bởi ban tổ chức từng quảng bá rằng đây sẽ là sự kiện đỉnh cao, nhưng rốt cuộc các trận đấu lại diễn ra không mang nhiều ý nghĩa chuyên môn. Chủ tịch Hiệp hội Sanda tỉnh Cát Lâm còn cho rằng những sự kiện như tán thủ ca sẽ làm hoen ố và hủy hoại nền võ thuật của Trung Quốc. Thành Lê lên tiếng thách thức Christian Lee liền đáp lời. Nhà vô địch hạng nhẹ, lightweight của One Championship, Christian Lee có những phát biểu về việc Thành Lê bày tỏ dự định muốn đối đầu với anh. One Championship mùa giải 2021 đang thu hút người hâm mộ Bằng kịch bản, nhà vô địch hạng lông Thành Lê sẽ chuyển lên thi đấu hạng nhẹ, lightweight và thách thức danh hiệu của Christian Lee. Nói về khả năng này, tay đấm người Canada cho biết, tôi thấy hạng nhẹ đang là nơi có sự cạnh tranh cao nhất ở One. Chúng ta có các cái tên nổi tiếng như Shia, Aoki, Timofey, Natikin và Eddie Alvarez hay Marat Gafurov, những người đều có thể thách thức trước đây của tôi điều đó thật tuyệt vời khi chúng tôi thôi thúc khả năng cạnh tranh trong tôi và giúp tôi cảm thấy tự hào hơn khi đang nắm giữ danh hiệu vô địch ở hạng cân này về thành lê anh ấy là một võ sĩ tài năng và vừa giành chiến thắng ấn tượng trước martin nguyễn tuy nhiên anh ấy đang thi đấu ở hạng cân dưới mức của tôi hạng lông so với hạng nhẹ và anh ấy sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong việc thay đổi hạng cân sau đó chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra bạn chỉ có thể là một nhà vô địch thực thụ khi bảo vệ thành công danh hiệu của mình vì thế chúng ta hãy chờ đợi Thành Lê thể hiện ở những trận đấu cần giữ đai của mình. Năm nay 23 tuổi, Christian Lee đang có thành tích 14 tháng 3 thua sau 17 trận đấu MMA chuyên nghiệp. Trong đó đỉnh cao phải kể đến là màn hạ gục Aoki ở sự kiện One Championship tại Singapore để trở thành tân vương hàng nhẹ của giải đấu. Tyson Fury đòi đánh hai trận trong năm 2021. Quá trình tổ chức trận đấu với Joshua đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhà vô địch quyền anh hạng nặng WBC Tyson Fury cho biết anh sẽ thượng đài hai trận trong năm 2021, bất kể Anthony Joshua có nhận lời so găng hay không. Kể từ trận thắng knockout trước đen thầy Wilder sau 7 hiệp và giành đai WBC vào năm 2020 đến nay, Tyson Fury đã không bước lên võ đài. Tay đấm 32 tuổi nói với ESPN rằng anh cam kết thượng đài hai lần trong năm 2021 sau khi kế hoạch cho trận tái đấu thứ ba với Wilder vào tháng 12 không thành hiện thực. Đó chỉ là một mớ hỗn độn. Đáng lẽ tôi nên thượng đài bởi vì tôi quá ít hoạt động. Tôi đã nghỉ hơn một năm rồi. Đến khi tôi tái đấu, phải chờ đến tháng 6 nếu trận đấu với Joshua này diễn ra. Đó sẽ là một năm 6 tháng tôi không thượng đài. Đây không phải là sự chuẩn bị lý tưởng cho bất kỳ trận chiến nào. Trận đấu giữa Fury và Joshua, người nắm giữ các danh hiệu WBA, WBO và IBF sẽ là một sự kiện bom tấn của làng võ thuật thế giới. Người hâm mộ võ thuật vẫn đang chờ đợi màn soi găng giữa hai tay đấm hàng đầu của quyền anh hạng nặng thế giới vào lúc này là Tyson Fury và Anthony Joshua. Cuộc đối đầu này nhiều lần đã bị hoãn do cả hai chưa chuẩn bị đủ. Ai là người giành chiến thắng sẽ thống nhất được ba đai và hiện tại thì các bên đang tích cực chuẩn bị để trận đấu thành hiện thực. Mặc dù các cuộc đàm phán đang diễn ra thuận lợi nhưng theo phát biểu gần đây từ đại diện của Joshua là Eddie Hearn, Fury cho biết anh vẫn chưa tin rằng trận chiến sẽ diễn ra mặc dù hai bên vẫn tiếp tục thương lượng. Họ đã có cả năm để cố gắng biến cuộc chiến này thành hiện thực kể từ trận đấu với Wider Thậm chí trước trận đấu với Wider họ đã nói về một màn so tài có khả năng xảy ra giữa tôi và Joshua. Họ đã có cả năm để thực hiện và nó vẫn chưa diễn ra. Tình hình vẫn không tiến xa hơn so với một năm trước. Nhà vô địch hạng nặng WBC sốt ruột vì quá trình đàm phán cho trận chiến với Joshua. Tình hình Covid-19 hiện tại tôi không nghĩ ảnh hưởng nhiều đến các võ sĩ. Nó liên quan đến địa điểm ngày tháng và phí địa điểm. Fury nói tiếp. Dù trận đấu diễn ra tháng 6 hay một ngày sau đó, Fury cho biết sẽ đấu với Joshua và sẽ có một thời điểm nào đó. Dù bằng cách nào, anh cũng muốn đấu hai trận trong năm 2021 vì anh mới trở lại với võ đài năm 2020 sau khi nghỉ từ năm 2018. Trong đó, anh ấy đã không thượng đài nhiều hơn một lần. Nếu cuộc chiến đó không diễn ra vào mùa hè này thì sớm muộn gì nó cũng phải xảy ra. Nhưng ưu tiên hàng đầu của tôi là phải đấu hai trận trong năm nay. Tôi không quan tâm đó là ai. Nếu không phải là Joshua, chúng tôi đang muốn đấu vào tháng 4 hoặc tháng 5 cuối năm. Nếu Joshua thì là tháng 6 và cuối năm. Fury chốt lại.